Xin chào quý vị khán giả của Cà Phê Sáng. Chào hai bạn MC, rất vui được gặp lại mọi người. Hôm nay thì Ly sẽ giới thiệu một món ăn mà cái cách chế biến của nó thì hơi mất thời gian chờ đợi một chút thôi, nhưng mà không hề khó làm. Và nó cũng rất là phù hợp để dùng làm bữa sáng, đặc biệt là trong cái thời tiết se lạnh của mùa thu Hà Nội như thế này. Đó là món đuôi bò hầm. Với định lượng bữa ăn cho một gia đình nhỏ 4 người gồm 2 người lớn và 2 trẻ em thì Ly dùng 1kg đuôi bò. Thường thì đuôi bò không bán phổ biến ở các chợ bởi vì họ hay giao cho những mối quen, nên Ly hay vào trong những cái siêu thị lớn để mua hoặc là dặn trước hàng quen ở ngoài chợ thì họ sẽ lấy cho mình. Và quý vị nên nhờ người bán chặt sẵn cho bởi vì xương bò thì khá là cứng. Món đuôi bò thì hầm cùng nửa cân khoai tây, 3 quả cà chua và 200g cà rốt baby, hoặc là quý vị có thể thay bằng cà rốt thường cũng được. Phần gia vị gồm có hạt tiêu xanh, gừng và Ly dùng thêm vài cọng hương thảo để tăng cái mùi thơm cho món ăn. Ngoài ra thì Ly còn sử dụng thêm một chút cái gia vị tổng hợp là thơm hỗn hợp kiểu Ý này. Thì cái lọ này có thể mua được rất là sẵn ở các siêu thị. Thì trong thành phần của nó đã bao gồm là hạt tiêu này, ớt này, tỏi này và hành cùng các cái loại lá thơm đặc trưng. Thì nó sẽ giúp cho món ăn của chúng ta được thơm ngon hơn. Còn nếu như quý vị không mua được thì có thể thay thế bằng một chút ngũ vị hương. Để tạo màu sắc đẹp cho đôi bò thì Ly dùng dầu điều, chính là cái dầu được chưng từ hạt điều, và một chút bột năng. Bây giờ Ly bắt tay vào thực hiện và chúng ta sẽ sơ chế trước phần đuôi bò. Ly chuẩn bị một ít rượu gừng và chúng ta sẽ cho đuôi bò vào đây, bóp và chút. Bóp xong thì chúng ta không cần rửa lại. Sau đó Ly đun một nồi nước, đồng thời thì thả vào đây một củ gừng đập dập. Và chúng ta sẽ cho đuôi bò này vào trần. Thì đây chính là cái bước để giúp khử cái mùi gây đặc trưng của thịt bò. Khi đuôi bò sôi được khoảng vài phút thì Ly sẽ vớt đuôi bò ra và đem rửa sạch hết những cái bọt bẩn tiết ra trong quá trình trần. Bước tiếp theo, Ly làm nóng dầu điều rồi cho cái phần đuôi bò này vào xào. Ly nêm vào đây khoảng 2 thìa cà phê lá thơm hỗn hợp và khoảng 3 thìa cà phê muối hạt tiêu. Với các cái phần thịt khác thì thịt đuôi bò có cái đặc điểm rất là dai nên là cần cái thời gian chế biến lâu hơn. Chính vì vậy mà mọi người có thể dùng nồi ủ để ủ từ hôm trước nếu như có thời gian, còn nếu không thì mọi người dùng nồi áp suất hầm nhiều cho nó nhanh, hoặc là ngay cả cái nồi cơm điện. Trong các gia đình mà có cái chức năng hầm hoặc là ủ ấy, thì mọi người cũng có thể tận dụng luôn cái chức năng đấy để hầm đuôi bò cũng được. Lúc này đuôi bò đã ngấm gia vị thì Ly chế vào đây khoảng 1 lít nước và tiếp tục đun. Ở công đoạn trước thì Ly đã sử dụng cái hỗn hợp lá thơm với mục đích là vừa tạo mùi thơm cũng như là khử đi cái mùi gây của thịt bò. Thì ở cái bước này Ly lại tiếp tục sử dụng lá hương thảo. Ly sử dụng có 2 nhánh thôi và một ít tiêu xanh Ly thả vào đây. Thì nó vừa có tác dụng là tạo mùi thơm đặc trưng cho cái món bò hầm này, cũng là thêm góp phần vào cái việc là giảm cái mùi hôi của thịt bò. Thì sau khi mà nấu xong cái thành phẩm của chúng ta sẽ rất là thơm và hoàn toàn không còn mùi nữa. Và chúng ta đun sôi lên. Nếu như không có lá hương thảo thì quý vị tăng cái lượng tiêu xanh lên ạ. Giờ thì Ly chuyển đuôi bò sang nồi khác để bắt đầu hầm. Và Ly sử dụng luôn cái nồi cơm điện ở nhà. Đối với nồi áp suất thì sẽ mất khoảng 1 tiếng để cho đuôi bò nhừ, còn như cái nồi nhà Ly và với cái lượng thịt như vậy thì sẽ mất khoảng 2 tiếng. Thì trong cái lúc mà chờ lượng thịt nhừ thì Ly sẽ chuẩn bị sang phần khoai tây và cà rốt. Cà rốt baby do nhỏ nên Ly sẽ để nguyên củ. Còn khoai tây thì Ly bổ miếng, cà chua thì Ly bỏ hạt. Ly tiếp tục làm nóng dầu điều và cho cà chua vào xào. Khi cà chua mềm rồi thì Ly cho đến khoai tây kèm theo một thìa cà phê bột canh. Xào khoảng 2 phút thì Ly cho tiếp cà rốt và đảo thêm tầm 2 phút nữa. Sau đó tắt bếp để cho khoai cũng như là cà rốt có thời gian ngấm gia vị. Đây là đuôi bò sau khi hầm xong và đã nhừ. Quý vị có thể kiểm tra bằng cách dùng đũa nhọn xiên thử vào phần bì. Nếu quý vị cảm thấy là cái mì nó chưa đạt được độ mềm như mong muốn thì quý vị lại cho trở lại vào nồi và hầm thêm. Ly chút phần thịt và nước hầm này vào cái nồi khoai tây cà rốt đã xào và đậy vung, đun đến khi mà khoai tây chín. Trong lúc đó thì Ly sẽ hòa một bát con bột năng. Khi khoai chín thì Ly sẽ từ từ chế bột năng vào nồi, thì cái phần nước hầm của chúng ta nó sẽ có cái độ sánh nhẹ, giúp món ăn có độ bóng cũng như là hấp dẫn hơn. Vào những ngày thời tiết trở mưa lạnh như thế này thì việc lựa chọn món đuôi bò hầm ăn cùng với bánh mì nóng cho bữa sáng thì đúng là rất tuyệt vời. Cả gia đình bên nhau tận hưởng cái không khí ấm áp ngày cuối tuần.
Hy vọng món ăn mình giới thiệu ngày hôm nay sẽ là một gợi ý hữu ích cho khán giả của Cà Phê Sáng có một bữa ăn đủ chất, ngon miệng mà lại không quá tốn kém nữa. Chúc quý vị ngon miệng!